Các em chú ý câu số 1 này, đề bài cho này. Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số y bằng 2x cộng với 1 trên 2x trừ 1 với đường thẳng y bằng x cộng 2 là. Đấy. Là chúng ta có 4 đáp án. Đáp A là trừ 3 phần 2, 1 phần 2 và 1, 3. Đáp B giao điểm là trừ 1 phần 2, 0 và 1, 3. Đan C giao điểm là 0, 2 và 2, 5 phần 3. Đan D giao điểm là trừ 1, 1 và 2, 5 phần 3. Đúng chưa? Vậy thì ở câu số 1 này, chúng ta cũng áp dụng cái phương pháp mà thầy đã đưa. Tuy nhiên chúng ta chỉ dừng ở bước 2, đúng không? Đề bài chỉ yêu cầu tìm tọa độ giao điểm thôi. Vậy chúng ta cùng giải quyết câu số 1 nhé. Trước tiên chúng ta phải đi xét cái phương trình hoành độ giao điểm, đúng không? Phương trình hoành độ giao điểm. Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị là 2x trừ đi 1 trên 2x cộng với 1 trên 2x trừ 1 bằng x cộng với 2. Đúng chưa? Đến đây chúng ta có, và các em chú ý ở đây, điều kiện của chúng ta có phương trình rồi thì chúng ta điều kiện. Phương trình này có điều kiện đó là 2x trừ 1 phải khác 0. 2x trừ 1 khác 0. Và chúng ta tìm ra được đó là x khác 1 phần 2. Được chưa? Phương trình này thầy đặt là phương trình sao? Khi đó phương trình sao nó sẽ tương đương này. Các em chú ý này. Chúng ta nhân quy đồng và khử mẫu. 2x cộng với 1 bằng x cộng 2 nhân với 2x trừ đi 1. Được chưa? Nhân phá ngoặc. Vế trái chúng ta giữ nguyên, vế phải chúng ta nhân phá ngoặc. Vế trái sẽ là 2x cộng 1. Vế phải chúng ta nhân này. X nhân 2x, 2x bình phương. X nhân trừ 1 trừ x. 2 nhân 2x là cộng 4x. 2 nhân trừ 1 trừ 2.